Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, anh thành cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Thân, bạn Nguyễn Huỳnh Duẩn, hai hội viên VIP group Zalo sáng nay mới chuyển khoản ủng hộ tớ. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Thân, cảm ơn Nguyễn Huỳnh Duẩn. Chiến thần ở rễ Duyên Thanh tại Nam Tâm, chương 6458 đến chương 6467. Giờ phút này, Ngô Hùng Bá và những người khác sớm đã chạy ra khỏi Bạch Hốt Thành rất xa. Bà họ thông qua bí thuật theo dõi phủ thành chủ Bạch Hốt Thành từ bên kia. Vốn dĩ, nhìn thấy cả chiến xương đám người không cách nào tìm được lối ra của mật thất, Ngô Hùng Bá bọn họ còn có cảm giác mấy phần may mắn. Thế nhưng khi Ngô Hùng Bá bọn họ nhìn thấy cả chiến xương lại muốn dẫn đầu một đám cường giả phá hủy phủ thành chủ Bạch Hốt Thành, chuyện này liền khiến bọn họ lập tức liền gấp. Nhưng mà họ hiện tại cũng chỉ có thể lo lắng mà không thể làm được gì. Ai nấy đều song quyền siết chặt, căn bản không cách nào trở về bảo hộ phủ thành chủ. Nhất là Ngô Hùng Bá trơ mắt nhìn phủ thành chủ thuộc về mình sắp bị phá hủy. Nắm đấm của ông ta đều siết đến sắp vỡ nát, trong hai mắt càng trở nên đỏ ngầu. Những súc sinh này, các ngươi cứ chờ đó cho ta. Một ngày nào đó, Ngô Hùng Bá ta nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm thấy được sự đau khổ gấp bội. Ta muốn để các ngươi phải hối hận khi xuất hiện trên thế gian này. Ngô Hùng Bá nghiến răng nghiến lợi, những người khác đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Trong khung cảnh trước mắt, rất nhanh ai cũng nhìn thấy, tại dưới sự dẫn đầu của Cao Chấn Xương, tất cả cường giả đều cùng lúc bộc phát ra công kích. Tòa phủ thần chủ Bạch Hốt Thành vô cùng nguy nga, sừng sững không biết đã bao nhiêu năm tháng tại bên trong cổ võ trung giới, nháy mắt liền sụp đổ. Các công trình kiến trúc bên trong đó không một tòa nhà nào còn đứng vững. Ngắn ngủi mấy phút đi qua, cả chốn xương đám người đều nhanh nhau dừng tay, mà phủ thần chủ Bạch Hốt Thành kia xây sớm đã trở thành một mảnh phế tích. Bụi đất bốc lên bay đầy trời, trên mặt đất tràn đầy khe nứt sâu hoắm. Công trình kiến trúc bị san thành bình địa. Khủng khiếp. Ngô Hùng Bá gầm lên trước màn hình, một dòng máu tươi phun ra từ trong miệng ông ta. Toàn bộ tầm nhìn của ông ta tối sầm lại, trực tiếp ngất đi vì tức giận. Phố thần chủ cực kỳ rộng lớn, mà đám người chưa thể trơ mắt nhìn nó biến thành phế tích trong sự bất lực. Cảnh sát xương bên kia là kích động không thôi. Hắn cho dù không tìm được nhóm người Ngô Hùng Bá, nhưng là phá hủy phủ thành chủ của Ngô Hùng Bá, điều này đã coi như là thành công, cầm xuống toàn bộ Bạch Hốt Thành. Ha ha, Ngô Hùng Bá, Ngô Hùng Bá, bây giờ ngươi cũng phải lưu lạc thành chó nhà có tang. Ai nói ngươi đi theo Dương Thanh tiểu tử kia cùng ta đối nghịch làm cái gì chứ? Hiện tại không chỉ trở thành chó nhà có tang mà còn không dám xuất đầu lộ diện, ngươi nói ngươi đây là vì cái gì chứ? Ha ha, bây giờ tại toàn bộ cổ võ trung giới này cậu chỉ còn chú Tức Thành, chỉ cần xử lý được Bạch Ngọc Tố con ả kia thì toàn bộ cổ võ trung giới này để sẽ thuộc về Cảnh Chấn Xương ta. Ha ha ha. Cảnh Chấn Xương nhìn vùng phế tích mênh mông trước mắt, điên cuồng không ngừng phá lên cười to. Đám người bên cạnh trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, không một ai dám đắc tội với Cảnh Chấn Xương. Mã Thái Lâm lúc này cũng như đang nghiến lợi, những năm gần đây hắn luôn cùng Cao Chấn Xương mình tranh ám đấu. Hắn vốn dĩ còn muốn dựa vào gốc thảo dược kia đột phá tu vi. Tầm thời điểm kết giới giữa hai giới vừa vỡ nát, sẽ lập tức đột phá, sau đó đem Cao Chấn Xương diệt sát. Nhưng mà Thế Long có làm sao để không nghĩ tới. Cao Chấn Xương sở dĩ một mực tự tin như thế, chính là vì phía sau luôn có cường giả tọa trấn. Trước đó chính là Cao Tà, để đã làm cho hắn mười phần ngoài ý muốn. Bây giờ Bạch Ưng lại xuất hiện, để Mã Thế Lâm càng thêm cảm thấy chấn kinh. Không nghĩ tới, giữa Cao Chấn Xương cùng cường giả cổ võ thượng giới sớm đã có một chút quan hệ. Hiện tại không chỉ là không thể tìm ra gốc thảo dược kia để hắn có thể xoay người, mà còn để Cao Chấn Xương nhanh chân hơn một bước, trực tiếp cấu kết cùng cường giả cổ võ thượng giới. Tại thời điểm Cao Chấn Xương hạ lệnh phá hủy phủ thành chủ Bạch Hốt Thành, Mã Thế Lâm cũng đã ngay lập tức đứng ra cực lực ngăn cản, nói chờ hắn tìm được gốc thảo dược kia về sau lại phá hủy cũng không muộn.
Thế nhưng Cao Chấn Xương bây giờ có chỗ dựa cường thế, cho nên cực kỳ đắc ý. Ngay cả Cao Tà mặt mũi cũng không cho, làm sao là có thể cho Mã Thế Long hắn mặt mũi được chứ? Đồng thời Cao Chấn Xương đã sớm nhìn ra Mã Thế Long gấp gáp tìm kiếm gốc thảo dược kia, như vậy đã nói rõ gốc thảo dược kia rất trọng yếu với Mã Thế Long. Hắn vẫn luôn muốn xử lý Mã Thế Long, làm sao là có thể để Mã Thế Long trở nên cường đại được chứ? Cho nên bất luận là Mã Thế Long nói nhỏ nhẹ hay cười địch ngăn cản như thế nào, Cao Chấn Xương cũng may không nể mặt mũi, trực tiếp ra lệnh một tiếng, liền đem phủ thành chủ Bảo Thành triệt để phá hủy. Thậm chí còn không cho Mã Thế Long một chút đường lui. Coi như gốc thảo dược kia thực sự giấu ở phủ thành chủ Bảo Thành, thì tại dưới sự công kích vừa rồi của đông đảo cường giả, gốc thảo dược kia sớm cũng đã bị phá hủy. Mã Thế Long mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hắn hết sức rõ ràng cơ hội hắn tìm được gốc thảo dược kia lại càng trở nên mong manh hơn. Đồng thời hắn muốn giải quyết được Cao Chấn Xương cũng rất khó mà thực hiện. Cuối cùng chỉ có thể khẽ nghiến răng để đệ tử bên người để hắn trở về. Mã tông chủ đi vội vã như vậy, không theo ta đi phủ thành chủ Huyền Hóa Thành ngồi một chút hay sao? Ngay từ lúc Mã Thế Long chuẩn bị rời đi, Cao Chấn Xương một cái mặt giễu cợt cười nói. Mã Thế Long đối với ý đồ của Cao Chấn Xương hắn đã sớm cảm thấy. Ngay vừa rồi, bên trong ánh mắt Cao Chấn Xương quan tới đạo sát cơ đối với hắn kia, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được. Mã Thế Long nghe được lời nói của Cao Chấn Xương, toàn thân không khỏi cứng đờ, thần sắc nháy mắt cũng trở nên ngưng trọng. Đối lại là trước kia, Mã Thế Long đương nhiên sẽ không đem Cao Chấn Xương để vào trong mắt. Nhưng hắn hôm nay không thể không cúi đầu, cuối cùng chỉ thể nặn ra một nụ cười, nói với Cao Chấn Xương. Cảm ơn các thành chủ đã mời, ta còn phải trở về tiếp tục dưỡng thương. Không thể đi phủ thần chủ, ngày khác Mã Thế Long ta sẽ đến nhà bái phỏng. Tiếng nói vừa dứt, Mã Thế Long không hề quay đầu liền rời đi. Nhìn xem bóng lưng Mã Thế Long đi xa, Cao Chấn Xương cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Cao thành chủ, Mã Thế Long thực sự quá không biết điều. Ta còn nghe nói gia hỏa này trước kia còn thường xuyên nghĩ trăm phương ngàn kế muốn bất kính đối với ngài, không bằng để ta đi đem hắn xử lý. Đến lúc này, một tông chủ nhìn ra được sát cơ của Cao Chấn Xương đối với Mã Thế Long, liền lập tức tiến lên vuốt mông ngựa. Nhớ tới thì bây giờ, Cao Chấn Xương không phải là Cao Chấn Xương lúc trước. Những cường giả tông chủ này để đang tìm mọi cách để trở thành chó săn cho Cao Chấn Xương. Suy cho cùng, dám đối nghịch cùng Cao Chấn Xương thì hạ tràng Bạch Hổ Thành chính là một ví dụ. Trong lúc nhất thời, là có một số tông chủ khác nhao nhao tiến lên vuốt mông ngựa, muốn giúp Cao Chấn Xương đi giải quyết Mã Thế Long. Cao Chấn Xương ngược lại không hề cự tuyệt, hắn khinh miệt cười một tiếng. Được. Chỉ trong khoảnh khắc, không ít cường giả đều nhao nhao phóng đi. Tin tức Bạch Hổ Thành bị phá hủy rất nhanh liền lan truyền khắp toàn bộ cổ võ trung giới. Sau khi Chu Tất Thành biết được tin tức này, lập tức cũng đều trở nên căng thẳng. Trong phủ thành chủ Chu Tất Thành, Bạch Ngọc Tố sắc mặt ngưng trọng, nói với Bạch Dung đứng bên cạnh. Cao Chấn Xương lão hồ ly này chắc chắn là chết không yên thân, vậy mà đi cấu kết cùng cường giả cổ võ thượng giới tùy ý làm sát tại cổ võ trung giới này. Chúng ta trước đó thời điểm đang cố gắng tu bổ vết nứt giữa hai giới, rõ ràng là có rất nhiều cường giả ngăn cản, đồng thời mỗi một lần tu bổ đều sẽ có một võ giả thực lực cực mạnh trực tiếp giết chết võ giả mà chúng ta phái đi, đồng thời còn tùy ý phá hủy kết giới giữa hai giới kia. Ngay từ đầu ta còn hoài nghi mọi chuyện rất có thể liên quan đến lão hồ ly này, nhưng không nghĩ tới quả nhiên là hắn. Hắn vậy mà tại dưới tình huống chúng ta không có bất kỳ phòng bị gì để nên cường giả cổ võ thượng giới đã sớm cấu kết đến cổ võ trung giới. Điều này đối với chúng ta mà nói có thực chính là tai họa ngập đầu.